Hello, chào cả nhà nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube Twin và Hàn Nội Địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly đến từ thương hiệu nội địa của châu Âu là Bang & Olufsen của Đan Mạch. Và con này sẽ có tên model là Bell Center 1500. Đây là dòng sản phẩm mà có thiết kế rất là đẹp và bắt mắt, và chất âm của nó nghe vậy rất là hay, đặc biệt anh em chơi những bản nhạc vàng hoặc những bản nhạc bolero rất là hết sảy nhưng mà, và đặc biệt đây là dòng sản phẩm 3 trong 1 cho anh em phải vào vừa nghe nhạc, vừa nghe đài radio và vừa nghe đầu băng cassette. Đây mà anh em cùng xem qua chi tiết về dòng sản phẩm này. Đầu tiên là bên trái sản phẩm, chúng ta sẽ có một nút để điều chỉnh là volume, ba lăng, bass và treble. Và nút này là nút để đài radio cho anh em. Và đài của này nó sẽ bắt sóng được 104 số. Nói chung là tất cả các đài ở Việt Nam nó đều bắt sóng rất là tốt cho anh em. Còn cái nút chức năng trong sản phẩm này thì chúng ta sẽ có là phono để anh em chơi bông đĩa than, pep và để anh em để tín hiệu nghe nhạc. Còn FM, GW và MW này là nút để mà anh em bắt sóng đài radio nha anh em. Còn nút off và nút để tắt nguồn cho anh em. Còn bên đây là cái nút để mà anh em điều chỉnh về đầu băng cassette trong sản phẩm này nha anh em. Đây là nút để điều chỉnh về volume của đầu băng cassette nha anh em. Còn đây là nút để điều chỉnh về record và thu âm. Cái này là lùi, cái này là chạy đến. Lúc mà nút để play, stop, reset là nút để mình bắt đầu băng cassette nha anh em. Đây, mình nhấn vào nó sẽ mở cái băng cassette ra. Và cái băng cassette chỗ này hoạt động, nó là còn rất là tốt cho anh em. Anh em có sử dụng thoải mái. Đây, bao gồm nút dừng. Con này sẽ được sản xuất bởi Bang & Olufsen của Đan Mạch cho anh em. Còn bề mặt trên sản phẩm, anh em sẽ thấy là nó sẽ có cái đầu băng cassette anh em. Và con này nó sẽ có xì gỗ anh em, rất là đẹp và bắt mắt để mà anh em ở mà trưng bày trong rất là nhiều không gian nhà khác nhau, phải rất là hợp anh em ạ. Đây mặt bên trong sản phẩm này nó cũng sẽ có xì gỗ anh em. Còn về mặt sau sản phẩm này, sản phẩm này sẽ trang bị ta hệ thống là 4 chặt loa nha anh em. Anh em phải mà chơi tốt có cùng một lúc và 2 cặp loa cùng lúc. Và con này thì chơi tốt nhất là với 2 cặp tầm 3 tấc hoặc 2 tấc rưỡi lại, nó sẽ cho chất âm nghe hay nhất có thể cho anh em. Còn bên đây là cái cổng các bạn để tín hiệu nghe nhạc, cổng phono và để chơi bông đĩa than, test và anh em chơi qua điện thoại, CD hoặc máy vi tính. Anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em một cái dây để mà chuyển từ cái đầu 5 chấu này ra bung sen và 2 cái jack chuyển rất là ra loa để cho anh em đảm bảo dễ dàng đối với các thiết bị của anh em. Còn bên dưới đây là các cổng để mà anh em chơi đài FM và đài AM. Còn trung tâm của sản phẩm là một cái nhôm tản nhiệt rất là lớn nha anh em, và nó sẽ chứa tổng cộng là 8 con sò MOSFET ở bên trong. Đây là một cấu hình vẫn là vô cùng khủng khiếp đến từ nhà Bell nha anh em. Dòng này về khả năng mà project loa Âu và anh em chơi loa Mỹ, loa Nhật nó đều tái hiện ở chất âm mà nó là vô cùng là chuẩn xác anh em ạ. Còn về mặt dưới của sản phẩm thì nó sẽ có tem in bờ thông tin sản phẩm nha anh em. Đây, cái này sẽ đến từ thương hiệu của B&O, xài 4 đồng tiền nha anh em. Con này có công suất ở tầm 170W, cũng khá là khủng nha mà. Con này sẽ có thêm mua đồ là 1500, hàng chính hãng là mất đi tiên mạch. Ở bên đây anh em sẽ thấy là công tắc chuyển đổi từ 4 dọc điện nha. Hiện tại mình đang để điện 220V. Ở đây anh em sẽ thấy là những cái linh kiện ở bên trong nha anh em. Đây, thằng phô thì vẫn còn vàng óng ánh nha anh em. Đây anh em sẽ thấy là cái tụ độc nguồn của nó nha em. Này nó sẽ xài tụ xám nha anh em. Dòng tụ của nó rất là cao cấp của nhà Bell Master nhưng mà đây sắc xuyên rất là mới, rất là đẹp kê nha anh em.
Rồi đây thì thấy là nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt thì cấu hình nó phải là rất là tốt rồi, nhưng mà Center 1500 đánh tiếng cho ra nghe vẫn là quá xa đã, nhưng mà cái này đánh cho ra các giải bass, giải jazz nghe bởi nói là tơi nhuyễn, bass đập căng, jazz thì nghe sắc bén, nên mà cái này phải nói là không điểm gì để chơi trong tầm giá của em nói luôn nha anh em. Rồi anh em thấy sao về tổng quan là sản phẩm này, hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Để thấy video hữu ích thì em phải đăng ký kênh để ủng hộ những audio nhé. Xin chào và hẹn em sau những video tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.